luật sư Phạm Hồng Điệp kính chào quý vị. Nhằm đáp ứng nhu cầu về giải đáp các thông tin pháp lý hoàn toàn miễn phí về các vấn đề liên quan đến pháp luật về luật đất đai, luật lao động, chúng tôi sẽ định kỳ trả lời quý vị theo từng tuần trên từng số ra. Mọi yêu cầu của quý vị có thể gửi thông tin qua email. Xử lý chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư như thế nào trong các trường hợp sau? 1. Một số dự án vi phạm quy định đất đai bị thu hồi đất nhưng cơ quan đăng ký đầu tư không có thông tin nên không có cơ sở chấm dứt hoạt động của dự án. 2. Một số dự án triển khai chậm nhưng không thuộc trường hợp không đưa đất vào sử dụng theo luật đất đai. Dự án mà chủ đầu tư chậm thực hiện công tác giải phóng mặt bằng hoặc cố tình kéo dài công tác giải phóng mặt bằng, chậm thực hiện thủ tục thuê đất. Luật sư xin trả lời. Liên quan đến thông tin về các dự án vi phạm quy định đất đai bị thu hồi đất, đề nghị nghiên cứu thực hiện theo quy định tại khoản 3, điều 15, nghị định số 14 năm 2014, nghị định chính phủ. Theo đó, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm tổ chức rà soát, xử lý và công bố công khai trên trang thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh các dự án đầu tư không đưa đất vào sử dụng trong thời hạn 12 năm, 12 tháng liên tục hoặc chậm tiến độ sử dụng đất 24 tháng so với tiến độ ghi trong dự án đầu tư. Các dự án được gia hạn, các dự án chậm tiến độ sử dụng đất vì lý do bất khả kháng. Điểm A, khoản 2, điều 48 luật đầu tư quy định về việc cơ quan đăng ký đầu tư chấm dứt hoặc chấm dứt một phần hoạt động của dự án đầu tư trong trường hợp quy định tại khoản 2, khoản 3, điều 47 của luật này mà nhà đầu tư không có khả năng khắc phục điều kiện ngừng hoạt động. Theo quy định tại điểm D, khoản 2, điều 47 luật đầu tư, cơ quan quản lý nhà nước về đầu tư quyết định ngừng hoặc ngừng một phần hoạt động của dự án đầu tư trong trường hợp nhà đầu tư không thực hiện đúng nội dung chấp thuận chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và đã bị xử phạt hành chính nhưng tiếp tục vi phạm. Do vậy, đề nghị nghiên cứu quy định nêu trên để xem xét việc xử lý chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư đối với trường hợp dự án triển khai chậm nhưng không thuộc trường hợp đưa đất vào sử dụng, cố tình kéo dài công tác giải phóng mặt bằng, chậm thực hiện thủ tục thuê đất hoặc không thực hiện đúng tiến độ theo văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư. Tại sao quy định dự án phải thuộc trường hợp ngừng hoạt động và đã bị xử phạt hành chính mới thuộc trường hợp chấm dứt hoạt động? Luật sư xin trả lời. Khoản 2, điều 47, luật đầu tư quy định về việc cơ quan quản lý nhà nước về đầu tư quyết định ngừng hoặc ngừng một phần hoạt động của dự án đầu tư trong trường hợp nhà đầu tư không thực hiện đúng nội dung chấp thuận chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và đã bị xử phạt vi phạm hành chính nhưng tiếp tục vi phạm. Việc quy định về xử phạt vi phạm hành chính trước khi ngừng hoặc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư để đảm bảo quyền lợi của nhà đầu tư và các khiếu kiện phát sinh. Dự án bị chấm dứt hoạt động do vi phạm quy định của luật đầu tư và theo quy định của luật đất đai thì chủ đầu tư được quyền bán tài sản hợp pháp trên đất cho cá nhân, tổ chức có nhu cầu trong thời hạn 24 tháng kể từ ngày quyết định chấm dứt hoạt động dự án. Căn cứ nào để xem xét chấp nhận chủ trương đầu tư cho nhà đầu tư mới được tính thời hạn hoạt động của dự án không quá 50 năm hoặc tính theo thời gian hoạt động còn lại của dự án ban đầu, được quy định trong quyết định giao thuê đất, giấy chứng nhận đầu tư quyền sử dụng đất? Luật sư xin trả lời. Trường hợp chấp thuận chủ trương đầu tư dự án mới độc lập với dự án đã bị chấm dứt hoạt động theo quy định của pháp luật, việc xem xét thời hạn hoạt động của dự án đầu tư thực hiện các quy định tại khoản 1, điều 27, nghị định số 31 năm 2021, nghị định chính phủ ngày 6 tháng 3 năm 2021 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật đầu tư. Theo đó, thời hạn hoạt động của dự án đầu tư theo quy định tại khoản 1 và 2, điều 44 luật đầu tư được tính từ ngày nhà đầu tư được cấp quyết định chấp thuận nhà đầu tư, quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời với chấp thuận nhà đầu tư hoặc giấy chứng nhận đăng ký đầu tư lần đầu. Đối dự án đầu tư được nhà nước giao đất thì thời hạn hoạt động của dự án được tính từ ngày nhà đầu tư được quyết định giao đất, quyết định cho thuê đất, quyết định chuyển mục đích sử dụng đất. Nhưng chậm được bàn giao đất thì thời hạn hoạt động của dự án đầu tư được tính từ ngày bàn giao đất trên thực địa. Sau khi dự án đầu tư chấm dứt hoạt động, việc thanh lý dự án đầu tư thực hiện theo quy định tại khoản 8, điều 57, nghị định số 31 năm 2021, nghị định chính phủ và pháp luật có liên quan. Theo đó, nhà đầu tư tự thanh lý dự án đầu tư theo quy định của pháp luật về thanh lý tài sản. Đối với dự án đầu tư được nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất,
thì việc xử lý quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất được thực hiện theo quy định của pháp luật về đất đai và pháp luật có liên quan. Điều 15 về thu hồi đất đối với trường hợp chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư của Nghị định số 43 năm 2014, Nghị định Chính phủ quy định về việc chủ đầu tư thực hiện bán tài sản hợp pháp gắn liền với đất cho nhà đầu tư khác theo quy định của pháp luật trong thời hạn 24 tháng kể từ ngày dự án đầu tư bị chấm dứt hoạt động theo quy định. Do vậy, đề nghị nghiên cứu việc thanh lý tài sản đối với dự án đầu tư bị chậm, bị chấm dứt hoạt động theo quy định nêu trên.